hàng the găng rồi các bác, chứ còn hàng mạng về từng cặp là từ bên đó họ, người bên đó họ đa số họ mua về họ để ít rất ít xài. Vâng, xin chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc. Đây là cặp Boss 351 Sonata Limited mới về trong sáng ngày hôm nay, và cũng là ngày cuối tuần và em lên sóng để mời các bác cùng xem vi điệp của nó. Thì cặp vừa rồi cách đây 2 ngày cũng đã có chủ rồi nha các bác. Đây là những cặp loa rất là hot của hãng Boss. Boss là một thương hiệu dòng loa vừa nghi vừa hát karaoke cực kỳ nổi tiếng và được anh em audio Việt Nam chúng ta vừa nghi vừa hát sử dụng rất là nhiều. Hầu như là ai đã mà vừa nghi vừa hát karaoke và sắm cho mình thì đầu tiên thì các bác lựa chọn là Boss hoặc là BMB. Nhưng mà BMB thì nên là sản xuất ở thị trường thứ ba rồi, còn Boss thì vẫn là những hàng bãi, hàng Mỹ về. BMB thì nó không có thiết kế gọn gàng, nó hầm hố nó to, nên là Boss vẫn là lựa chọn về hình thức này, về thương hiệu này, về thiết kế của Boss vẫn là được yêu thích rất là nhiều, bởi vì gọn gàng này, không có hầm hố và tiếng hay, nghe nhạc rất tuyệt vời, tiếng mượt, hát karaoke nhẹ nhàng, hệ thống giảm hú rất là tuyệt vời. Và đây là cặp Sonata Limited. Sonata Limited là dòng sản xuất số lượng, có nghĩa là những dòng đời cao cấp nhất của những dòng series này. Và nó là dòng được hãng tối ưu hóa tất cả các cái hay đưa vào nó vào gọi là dòng Limited, và sản xuất ở một cái số lượng nhất định chứ không có đại trà nha các bác. Đặc trưng của dòng Sonata Limited thì nó là bóng piano nha, có thể soi gương được, vừa sang trọng. Với cấu hình là 150W trên một thùng nhà bác, 150W trên một thùng. Đấy, bóng lượn, hàng bên em là hàng đấu bay về, nên là độ đẹp nó đạt tiêu chuẩn họ là như là toàn diện luôn. Đấy, không lỗi, không đồ, có nghĩa là không trầy xước hay không cắn gì nha bác. Hàng bay về, đóng một cái thùng bên Mỹ về rất là kỹ lưỡng nha bác. Đấy, các bác thấy này, đẹp keng. Từng góc cạnh đạt tiêu chí vừa nghi vừa nhìn, đó là những cái tiêu chí mà đưa hàng về bên em, đẹp. Và tất nhiên là sản phẩm em đều bao zin tuyệt đối nha. Loa là chất Mỹ về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. 301 AV Monitor. À xin lỗi, 301 Sonata Limited Audition 8 ohm. Series cặp này là 49543. 49543 nha các bác, 49543. 150W trên một thùng. Các bác ghép với những dòng âm ly như là Yanggu 203, 35 mã, 353 N5-6 hay là California, đó là đối với âm ly. Còn nếu các bác ghép với đẩy thì con Sonata này nó sẽ cho các bác một chất âm rất là uy lực, bởi vì công suất cũng như lực đánh của dòng Sonata được nâng cấp thừa hưởng từ 301 AV monitor lên, nên là các bác sẽ biết được tiếng bass của nó rồi, cực kỳ căng nếu các bác ghép với đẩy. Những con đẩy Crown này các bác, QC, Rebel, đẩy Boss vân vân, cover. Dòng AV monitor thì các bác cũng đã chơi qua rồi. AV monitor này nó cũng thiết kế kiểu như thế này, cũng là 150W trong một thùng. Và lực đánh của nó thì các bác cũng đã trải nghiệm qua rồi, uy lực, tiếng bass gọi là gần như súp luôn. Và đây là cặp Sonata Limited được nâng cấp toàn diện của cặp AV monitor lên, nên nó rất là hay. Giá là 16.500.000 nha các bác. Đấy, hàng đẹp keng hết nha, từ e keng cho đến A tới Z luôn. Găng là găng zin, hàng đấu mạng bay về găng zin hết. Và tuyến loa, tuyến đồ là đẹp nét keng hết, tất cả bảo hành zin và hoạt động hoàn hảo hết nha. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi, và bảo hành có thể trọn đời sản phẩm luôn nha các bác. Đây, có thái độ nét của loa này nha. Đấy, không phải đơn giản đâu nha, hàng là hàng tuyển. Đấy, tiếng loa này các bác, đấy, nó mướt. Đấy, các bác thấy cạnh vớt này, nó bóng, nó khó le nét các bác. Đấy, nét vào đây. Ai gọi đây nhỉ? Đây là khách gọi đây các bác. Đây, đấy, đúng cặp là tiếng loa nó sẽ đều nhau nha các bác. Đấy, các bác mời các bác này. Đấy, gần là gần zin tuyệt đối hết nha. Bên này hàng đấu mạng bay về là gần zin hết nha. Chỉ có hàng container, hàng gom nó mới là hàng the găng rồi các bác, chứ còn hàng mạng về từng cặp là từ bên đó họ, người bên đó họ đa số họ mua về họ để ít rất ít xài, hầu như là không có có cặp không xài luôn các bác. Nó đẹp. Và họ đang trên trang eBay các bác. Mình có thể đấu giá và là
bàn giá với người họ mua một giá hợp lý về mình có thể giao lưu với các bác. Đó là cặp lò Solata Limited và cũng là cặp một cặp tại shop luôn nha. Seri em cũng đã báo rồi, báo lại các bác nữa chứ báo một lần em cũng quên. 9495 43 nha, 49543 các bác nhớ giúp em nha. Chỉ có cặp này thôi nha, cặp trước lên đường rồi, cặp trước chắc ngày mai hay là ngày nay bác cũng đã nhận rồi. Rồi giá 16.500.000 đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 16.300.000. Đây là vĩ điệp tuyệt vời của cặp Solata Limited và đây là phụ kiện e-keng của nó. Giá là bao gồm phí ship nha, chuyển khoản đủ cũng bao ship mà cọc tiền cũng bao ship. Cọc thì cọc 10% trở lên nha các bác. Hai số điện thoại chính của em 0978338144 hay là 0965770727 trên cái tấm biển kia. Và các bác nhớ đăng ký kênh nha để ủng hộ kênh và để luôn được cập nhật những video mới nhất.